Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em sẽ lên nhanh bác một số mã hàng bên em hôm nay sẽ xả kho bán nhanh thanh lý trong dịp cuối năm nhá. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k các bác nhá, nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đó, thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì rất nhiều cái mã hàng được giảm giá xả kho đấy, để các bác tranh thủ cập nhật lại cái giá cả cũng như là các bác chốt đơn nhanh luôn các bác nhá. Rồi, mã hàng đầu tiên em lên xả kho luôn cho các bác trong video hôm nay đó là cái combo súng 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 bắn keo nến nhá. Đấy, súng bắn keo nến đấy, thì hiện tại bên em đang bán theo combo giá nó rất là tốt luôn đấy, báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì một cái combo là bao gồm cả súng cả keo thì bên em đang bán là một cái combo đấy là với mức giá là 60 ngàn. Hôm nay thì em còn số lượng ít thì em sẽ xả luôn cho bác luôn. Giá chỉ còn có 40 nghìn thôi. Đấy, 40 nghìn thì khi mà các bác mua thì các bác sẽ sở hữu được gì? Đầu tiên thì sẽ là một chiếc súng bắn keo này. Công suất thì sẽ là 20W nhá. Con này nó sử dụng điện 100 cho đến 240V. Nên là về các bác cắm điện 220 các bác xả thoải mái cho em luôn. Công suất 20W là các bác dùng gia đình các bác gắn đồ đạc các thứ ok rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cuối năm các bác dùng rất là nhiều. Gắn đồ, gắn hoa các thứ này, gắn nơ rồi là trang trí nhà cửa này, rồi là sử dụng cái này gắn rất đa năng, cái này là gắn được rất nhiều thứ nhá. Đấy. Cái súng này là một combo là súng sẽ gồm là một súng và đi kèm cho các bác là 10 cây keo nhá. 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đấy, em sẽ bán nhanh bác luôn là một cái combo như này. Thì sẽ có giá là 40 ngàn, là bao gồm là một súng và 10 cây keo nến nhá, 10 cây keo nến. Đấy, 10 cây keo nến là một combo này là 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn đó các bạn. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ nhà mà chỉ có 40 nghìn. Là mua về là chọn bộ nhà là về các bác là có đồ là xài luôn, dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua nhiều, dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm keo. Thì bên em hiện tại đang bán một cái combo 10 cây keo như này. Đấy, sẽ có giá là vào 15 ngàn cho một combo 10 cây keo nhá. Đấy, một combo 10 cây keo thì sẽ có giá là 15 ngàn. Đây em báo giá lại bác này. Combo súng keo nến này, combo súng keo nến nhá thì sẽ có giá là 40 ngàn nhá các bác nhá. Thì bao gồm là 10 cây keo và một cái súng như này là một combo này là 40 ngàn này. Còn khi mà các bác mua lẻ keo thì 10 cây keo nến thì bên em sẽ bán sẽ có giá là 15 ngàn nhá. Đấy, sẽ có giá là 15 ngàn thì mình có thể mua thêm keo về nếu mà bác nào xài nhiều, còn nếu mà các bác xài ít thì mình có thể mua theo combo này về là dùng cũng thoải mái rồi này. Đấy, thì là một combo bao gồm một súng và 10 cây keo nến là 40 ngàn, mua thêm keo nến thì đang có giá là 15 ngàn cho 10 cây keo nến nhá. Giá nó quá là hạt rẻ luôn đấy. Bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người đang bán, ví dụ như là bình thường một chiếc súng này người đang bán 6-7 nghìn một cái, còn keo nến người ta phải bán vài chục nghìn, 10 cây này vài chục nghìn luôn đấy, thật luôn. Đấy, bên em bán giá xả kho bán nhanh bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã này và em cũng lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ bàn cạo 35 lưỡi cái này về để chuyên cho bác về cạo râu cạo ria các thứ ok luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là bộ bàn cạo 35. Đấy, bộ bàn cạo 35, bàn cạo 35 này sẽ gồm có một tay cạo, một lọ kem cạo và đi kèm là 35 cái lưỡi. Đấy, thì bữa trước sản phẩm này đang bán là 70 ngàn, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 40 ngàn thôi, 40k cho một cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này, chỉ có 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Chỉ 40 ngàn. Đây em sẽ bóc cho bác coi một bộ nó này. Cái này dùng tiện lắm. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay cạo này, đi kèm là một lọ kem nhá. Và bên trong này thì rất nhiều lưỡi luôn, 35 lưỡi là các bác dùng cả năm luôn. Đấy, bác nào cạo ít, có khi thậm chí vài năm hết một cái bộ này. Đây, một đống lưỡi này con này. Đấy, một đống lưỡi và lưỡi. Hàng lưỡi này của nó sẽ là hàng lưỡi kép đó nhá. Đấy, hàng lưỡi của nó sẽ là hàng lưỡi kép này, các bạn nhìn này. Đấy, hàng lưỡi kép, hàng hai lưỡi nên các bác cạo rất là nhanh. Đấy thì lúc nào dùng thì mình lấy cái bàn cạo ra, các bác lắp lưỡi vào. Đấy, lắp lưỡi vào sau đó là các bác dùng cái lọ kem này. Đấy, các bác bôi vào các bác cạo nó đỡ bị rát này. Đấy, rồi là các bác nó rất là tiện thôi. Nó có cái hộp này là ví dụ các bác đi công tác, đi chơi, đi du lịch này. Đấy, mình đi xa nhà đấy thì mình bỏ cho em mấy cái lưỡi dự phòng vào trong này cùng với lại cái bàn cạo này, các bác mang đi các bác xài luôn. Đấy, bỏ vào trong ba lô mang đi du lịch cũng rất là tiện luôn nhá. Nói chung là mang đi mang lại ok luôn. Đấy, thì một bộ là full trong túi đựng nhà. Đấy, bao gồm đầy đủ là 35 lưỡi luôn, rất nhiều, là thoải mái các bác xài luôn. Đây,
Đấy, một đống lưỡi luôn này, 35 lưỡi các bạn, 35 lưỡi luôn. Là về thoải mái các bác xài luôn, là một cái bộ combo là một tay cạo, một lọ kem, một cái hộp đựng và 35 cái lưỡi cạo nha. Sẽ có giá là 40.000 thôi. Đấy, về để các bác chuyên để các bác cạo râu. Cái này nó dòng lưỡi kép, nó cạo rất là sạch luôn, cạo sạch, cạo nhanh, cạo thích lắm. Bàn cạo 35 nhá. Đang xả kho bán nhanh luôn là 40.000 một bộ này các nhá. 40.000 một bộ này, dùng cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, bộ này thì giá đợt này về cũng về cái lô này giá rất là tốt luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng nhá, bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, của Unica Japan. Bộ mũi khoan tháp trắng này. À, bộ này thì bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về lô mới xả kho luôn 150.000 cho một cái bộ này các nhá. Chỉ có 150.000 thôi. Rất hạt rẻ, khoan cực kỳ đa năng luôn. Dòng thép gió HS phủ lớp titan, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đấy, hàng hãng của Unica Japan. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ gồm có cho bác tổng là 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi nhá. Cực kỳ sắc bén, đấy, khoan rất là ngọt ngào. Con này thì nó rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá, cực kỳ nhiều kích cỡ khác nhau để các bác khoan đa năng. Đấy, khoan đa năng cho mọi kích cỡ, mọi số đo rồi là những cái lỗ nó khác nhau. Đấy thì các bác xem cái mũi nào nó phù hợp với kích cỡ thì các bác lấy cái mũi đấy các bác khoan. Con này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin cái thứ, là các bác lắp cho em thoải mái luôn, các bác lắp để khoan nhá. Một bộ là 5 mũi, dùng xong mình cất trong hộp này. Đấy, nguyên cái hộp nó rất là ok rồi. Đấy, nói chung là nó đẹp từ bên trong ra ngoài, đẹp từ bên ngoài vào trong luôn. Đấy, hộp chiếc rất lịch sự, hộp nhôm ngon lành luôn nhá. Unica Japan. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho bác luôn, chỉ còn có 150.000 thôi. Đấy thì sẽ bao gồm là một bộ mũi khoan tháp nhá, bộ mũi khoan tháp khoan núi 5 mũi như này với mức giá là 150.000 một bộ 5 mũi. À, bình thường là thị trường đang bán 190-200 luôn đấy. Đấy, bên em đang bán là 180 rất là rẻ rồi, nhưng mà đợt này nó về lô mới em xả luôn, bán nhanh luôn là 150.000 một bộ này. Đấy thì là full combo là 5 mũi nha, hàng nguyên hộp luôn, ngon lành xịn sò, Unica Japan. Đấy thì ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây bút lấy dấu này. Đấy, cái bút lấy dấu thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái bút lấy dấu này thì mỗi lần ví dụ như là các bác khoan thì mình có thể lấy cái dấu trước cho nó chuẩn xác này. Con này là dòng bút lấy dấu bằng đồng nhá, rất ok. Cái bút lấy dấu này thì hiện tại em đang bán cho bác là với giá thì cũng bình dân luôn, chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bút lấy dấu nhá. Đấy, bút lấy dấu với mức giá là 30.000 cho một chiếc bút lấy dấu này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi, lấy cực kỳ chuẩn xác và lấy rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đây em lấy cho bác coi này, đây để em lấy cho bác coi nhá, bác cùng xem. Đây, cái này chỗ này là cái thanh tip này. Đấy em, đấy, ấn nhẹ luôn cả. Đấy, các đấy không ra lỗ luôn nhá. Đây này, đấy, ví dụ các bác khoan, các bác định vị này, rất ok luôn. Con này nó rất là nhẹ, các bác chỉ việc này. Đấy, ấn dứt khoát tay phát này. Đấy, thấy không? Lỗ rất ngon đây này, các nhìn này. Bốn lỗ nha, em lấy thẳng hàng nhau này. Chính xác ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Bắn rất khỏe luôn, lõm luôn nhá. Ok luôn. Đấy là cái cây bút lấy dấu. Cây bút lấy dấu thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000 bút. Cây bút lấy dấu là bằng đồng luôn đấy, là 30.000. Còn các bác mua cái bộ mũ khoan tháp nha thì là 150.000. Đấy là tùy nhu cầu nhé, thì các bác có thể mua theo cả bộ luôn. Về là mình có đồ cá là mình, ví dụ mình trước khi mình khoan thì mình lấy cái dấu cho nó chuẩn xác. Đấy thì bác nào có rồi thì mình có thể mua thêm bộ mũ khoan tháp này. Mũ khoan tháp là 150, còn bút lấy dấu là 30.000 các bác nhá. Móc khóa titan thì bên em vẫn còn hàng để cho các bác mua về sử dụng này. Chiếc móc khóa titan rất chất lượng luôn. Con này chất liệu nó là titan siêu nhẹ và là siêu cứng nhá. Đấy, titan là một cái dòng kim loại siêu nhẹ nhưng mà lại siêu cứng. Cái này chuyên nó là hay làm vỏ máy bay nữa. Đấy thì cái này nó là dạng móc khóa chuyên dùng cho dân leo núi dã ngoại cắm trại kìa. Đấy thì đây, em về một cái lô này rất ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 một chiếc thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan. Bên em đang bán một cái chiếc móc khóa titan này với giá chỉ có 10.000 thôi, 10.000 thôi các nhá. Đây, cái hai của sản phẩm này em sẽ quay luôn bác coi này. Hai của sản phẩm ở đây. Là bình thường là các bác mở xem cái lẫy ra này thì nó là thành một chiếc móc bình thường này. Đấy, như bao chiếc móc bình thường thôi. Nhưng mà nó hay có đâu nó có cái vòng xoay này. Đấy, khi mà các bác xoáy lên thì nó sẽ siết chặt vào. Đấy, cứng vào luôn, khóa chặt luôn nhá, không thể lật ra lật vào được hay là nó bong được nhá. Cực kỳ ok. Đấy, các bác mua về để
sử dụng này, rồi là thậm chí cái này anh em dùng làm xích chó cũng rất chắc chắn luôn. Đấy, rất ok, nói chung là đa năng lắm, con này đa năng. Rồi là anh em móc đồ, móc chìa khóa này, cái thứ ok luôn, nhẹ nhàng tình cảm, 10.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái móc khóa titan, đấy, chất liệu siêu cứng siêu nhẹ, giá đang bán cho bác là 10k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái con lưỡi cắt cỏ size 6 inch này. Đấy, dòng lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cái này thì về các bác cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác phệt cho em trên mọi mặt trận luôn, mà nó là dạng lưỡi từ rất nhiều sợi thép nó xoắn vào thành một sợi to này. Đấy, nó giúp đánh bay những phần gốc cỏ cứng đầu nhá. Đấy, các bác về lắp vào lưỡi cỏ nhà mình. Con này thì cái phần đường kính nó rơi vào là 15 cm nhá, từ bên này sang này thì là đường kính là 15 cm. Và cái size của nó sẽ là size 6 inch này. Đấy, size 6 inch. Đấy, về các bác lắp vào những máy cắt cỏ như mình các bác xài rất ok luôn. Toàn bộ bằng lưỡi thép xoắn vào hết luôn nhá. Cái dây thép xoắn hết luôn, rất chắc chắn, cầm nặng trịch luôn, cầm nặng chắc chắn lắm. Thì bên em đang bán cho các bác một cái lưỡi cắt cỏ này. Bữa trước bên em đang bán là đi 100k, hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 đúng không nhá, 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, với giá sẽ là đi 70k có nhá, 70k cho một chiếc lưỡi cắt cỏ xoắn thép nha. Đấy, 70k. Cái này bên em bán quá nhiều rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất tốt. Đấy, các bác nhìn cùng nhìn lại lần nữa này, rất chất lượng luôn. Đấy, không gì phải chê về cái sản phẩm này, quá ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả, hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, con này thì các bác có thể cắt ở trên trên nền đất này, nền xi măng cái thứ này, rồi là đánh rỉ sét, rồi là tẩy rong rêu trên sân sướng thứ ok luôn nhá. 70.000 thôi, đang xả kho bán em luôn. Lên mã giúp cho em xem là lưỡi cắt cỏ nhá. Xả kho thì còn có 70.000 một lưỡi nha con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ vệ sinh, cọ nhà vệ sinh hình con vịt này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt này, em cũng xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Bữa trước thì đang bán cho các bác là 90.000 một cái cây cọ vệ sinh này. Mai thì em về cái lô mới cũng bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh con vịt. Giá hôm nay sẽ xả kho bác là chỉ còn có 60.000 thôi, 90k. Giảm giá luôn bác là chỉ còn có 60.000 thôi. Cái cây này cọ rất là sạch mà rất là tiện nhá. Các bác về các bác có thể treo lên được tường cơ, không cần phải khoan đục lỗ gì, rất tiện dụng luôn đây. Đây là cái phần bầu đựng này. Đấy, còn đây là cái cây cọ chính, nó sẽ có là một cái đầu bàn chải này. Đấy, các bác cọ rửa này, và một cái đầu rất là mềm, đó là cái đầu silicone. Cái đầu này thì nó là dạng đầu mềm silicone nên các bác có thể luồn lách những cái phần khe kẽ, các bác cọ vào cọ rửa rất sạch. Thì khi mà nhận hàng thì nó sẽ tháo rời ra. Thì về thì các bác chỉ việc xỏ lỗ vào, các bác lắp đặt vào, nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn mạnh vào này. Này các bác ấn mạnh là ok luôn. Đấy, ấn mạnh là ok. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ rửa này. Đấy, tay khá là dài nha, cầm ok luôn. Còn đây là cái giá đỡ đi kèm. Để cái giá đỡ đi kèm. Cái giá đỡ này thì các bác có thể về treo lên tường cho em nhá. Đấy, treo lên tường là bằng cách là các bác có cái miếng dán đi kèm mà các bác đeo lên. Đấy, cài vào đây. Sau đó là các bác bóc cho em cái miếng dán này ra và các bác đeo lên tường nhá các bác nhá. Các bác đeo lên tường rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo tường. Đấy, các bác đeo lên tường nha. Đấy, và các bác bóc miếng dán, các bác dán lên tường. Cái phần chân thì các bác lắp vào nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn cái này chủ yếu dùng để trang trí mà. Đấy, còn chủ yếu là cái phần miếng dán này các bác dán lên tường. Sau khi mà các bác dán lên tường xong thì lúc nào các bác muốn để vào thì các bác đây, để cái này vào. Đấy, thì nó sẽ sập, nó sẽ đóng kín luôn. Nó che cái phần bàn chải đi, nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp cái nhà vệ sinh các bác hơn nhá, nhìn nó sạch sẽ ok luôn. Lúc nào dùng thì các bác lại lấy ra thôi. Lúc nào dùng thì lấy ra, lúc nào xong rồi thì các bác lại cho vào, đấy là nó lại đóng kín vào rất ok. Đấy thì một cái bộ bàn chải cọ vệ sinh con vịt cái này, để chuyên các bác cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cọ nhà vệ sinh. Đấy, về các bác lắp đặt vào là xài.
Một bộ này với giá sẽ là 60 ngàn nhá, thì bên em sẽ tháo rời ra khi mà vận chuyển về các bác lắp đặt là sai thôi. 60k một bộ cọ vệ sinh con vịt nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cọ rất là sạch luôn. Đấy đây. Đấy các bác có thể dính cái tường nhá, đỡ tốn diện tích này. Rồi là nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự, mỹ quan và cọ rất là dễ dàng cọ này. Đấy. Chui rồi là cọ rửa những cái phần luồn lách, ngóc ngách, cái cọ rất sạch luôn. Đó. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này, quá ok luôn. Ngon này nhá, treo lên tường nó khô ráo, đỡ tốn điện tích nhá, sạch sẽ ngon này. 60k nhá, 60k cọ vệ sinh con vịt các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, cái túi thuốc diệt rong rêu mà nhà bác nào sân xiếc các thứ này đang nhiều rong này. Đấy, có nhiều rong rêu các bác đi nó rất hay bị trơn. Đấy rồi, đặc biệt là người già chị em đi chẳng may nó bị ngã những thứ đập đập cái phần mông xương chậu xuống rất là nguy hiểm nhá. Đấy các bác mua cho em cái này về. Cái này thì nó rất là dễ dùng thôi. Đấy cái này thì các bác có thể pha với 500ml 500g này, pha với 5 lít nước này, quậy quậy tan, sau đó các bác tưới đến bề mặt con rong và dùng chổi quét sạch và dùng nước các bác rửa lại là ok, cực kỳ sạch luôn nhá. Cái này em bán rất nhiều rồi. Một cái túi thuốc diệt rong này với giá chỉ có 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc diệt rong rêu nhá. Đấy, thuốc diệt rong rêu. Thuốc diệt rong rêu với giá sẽ là 40.000 trong cái thuốc diệt rong rêu này. 40.000 một túi này là 500g. Đấy về các bác tùy theo nhu cầu. Thì mình nhiều thì các bác mua nhiều, mình ít thì mua một túi này về các bác xài được. Đấy. Mình có thể là giải trực tiếp lên cái phần mà các bác có rong rêu và các bác có thể hòa ra nước, sau đó các bác đổ nó tưới nó lên, sau đó các bác ngâm một lúc là nó sẽ tự động là nó sẽ bong hết cái chân rêu nhá, cực kỳ sạch luôn. 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, một tuần nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn chuột rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy ở đây không? Xịt nước cái sạch sẽ ngon này luôn nhá, sạch bong luôn này, có gì không? Đó, đấy không? Xịt nước các bác cọ, sau đó các bác để cho ấy này, đấy không? Hai bên khác nhau nhá, một bên dùng với không dùng nhìn khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, một bên trắng phau luôn, còn một bên là nó gì? Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đó. Nói chung là ok. Diệt rong, diệt rêu, tẩy sạch rong rêu ở sân nhà mình đi nhá, tránh những trạng trơn trượt xảy ra. 40.000 cho một cái bịch thuốc diệt rong rêu trọng lượng 500g nha. Bao tay lao động thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đấy, bao tay lao động thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bao tay lao động này. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là theo set, theo combo thì tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy thì đây nó dạng bao tay lao động thì về các bác có thể là đi vào để mình đi lao động này, đi xây dựng các thứ này ok luôn. Đấy. Bảo vệ cái đôi bàn tay bác nhé, nó không bị sức sát rồi nó không bị va chạm, không bị tình trạng nó rách các thứ ra đấy rồi đứt tay rồi. Đấy, ở đây nó có một cái lớp cao su này. Rồi bác nào mà đang mùa đông như này, này hoặc là mùa hè là các bác dùng để chống nắng, mùa đông thì các bác dùng để giữ ấm. Đấy mình đi mình là ba tay mình giữ ấm cũng ok luôn. Ở dưới này có một cái lớp nó chám một lớp cao su, những cái đây này, những cái lỗ cao su nổi lên li ti này. Đấy, các bác sử dụng cầm nắm đồ vật nó không bị trơn trượt nhá, dùng rất ok luôn. Đấy thì một đôi này thì bên em đang bán lẻ các bác là 10.000 một đôi. Thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là đôi một hoặc là lấy theo nhu cầu là combo đều được nhá. Đấy thì em báo giá luôn thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động. Đấy bao tay lao động này. Bao tay lao động thì bên em đang bán một đôi với giá sẽ là 10.000 nhá. Một đôi là 10k. Các bác lấy 5 đôi. 5 đôi là 40k. Còn nếu mà các bác lấy một set, đây một set của nó là 12 đôi này. Đây này, một set này là 12 đôi này. Đấy thì đây một set này là 12 đôi. Thì một set 12 đôi thì 12 đôi thì đang có giá là 70.000. Nếu mà các bác mua theo set 12 đôi thì giá có rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nếu mà mua theo set 12 đôi thì là chỉ có 70.000 thôi. Còn nếu mà các bác lấy một đôi là 10k, 5 đôi sẽ là 40k. Và đợt này nó tăng cường thêm là cái set 12 đôi này nữa thì đây. Một set nguyên si 12 đôi là nguyên túi này này. Đấy thì là về các bác dùng 12 đôi các bác dùng cả năm luôn, một tháng dùng đôi. Đấy. Về dùng cả năm luôn là mua một set này chỉ có 70.000 thôi. Giá nó quá bình dân mà bao rất là chắc chắn, dày dặn các bạn. Đấy. Lẻ là 10.000 đôi các bác nhá.
Đó, bao tay lao động nhá, về các bác sử dụng để lao động làm việc, làm vườn làm tược, nhặt cỏ thứ, rồi là cắt cành cất cây cũng ok luôn. Đấy, rồi là Tết nhất mình dọn dẹp vườn tược nhà cửa thứ ok. Đấy, mình đi vào cho nó yên tâm, không bị đứt tay đứt chân. Một đôi là 10.000, 5 đôi là 40.000 và 12 đôi một set cả một bịch như này luôn là 70.000 nhá, 70.000. Đấy là bao tay lao động. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Ở đây, một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá và sử dụng sẽ là dòng dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân. 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cái tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt với nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp có thứ đầy đủ này. Đấy, 140.000 một chiếc nhá. Đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái vật muỗi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V, cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật muỗi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật muỗi, vừa là có đèn bắt muỗi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật muỗi bình thường thì ấn giúp em sẽ chế độ on 1 này, bấm vào đây. Nó lên đèn này là chế độ vật muỗi bình thường. Đấy thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây con nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên là các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái là nó giật là cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúm người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như rùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật muỗi bình thường. Còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn bắt muỗi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì đây, nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn bắt muỗi này. Hiện đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên 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 chế độ đèn bắt muỗi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này. Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái muỗi nó vào. Thì dụ cái muỗi nó vào nhá, thì khi mà muỗi bay vào này, đấy, dụ muỗi cái ánh sáng xanh thì muỗi rất là thích này. Muỗi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy. Muỗi nó cứ đậu vào là cái nó đi luôn thôi. Đấy, xong rồi đánh rất khỏe ạ, điện này. Thấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt muỗi. Rồi. Tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật muỗi vừa làm đèn bắt muỗi. Giá thì cũng rất là hợp lý nhá. Cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000, 140k. Vừa có tích hợp là vật muỗi này rồi là có tích hợp đèn bắt muỗi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình các bác sạc thôi. Sử dụng là sẽ là pin 18650. Đó thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện nó lên đến định mức sẽ là 3.000V nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện nó nói chung là rất là tốt.
Đấy, nó đẩy điện dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật mũi đứng giá sẽ là 140k nhá, hàng mới như hộp luôn. Sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, sản phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang mũi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay tuổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá, nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt con này, xịt này thì anh em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi, sau đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra, có thế thôi, rất là dễ dàng dùng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không phải lo dị ứng dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì bây giờ các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang, xịt mũi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang, đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản phẩm con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịt xò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả có bốn cái đầu khẩu này các nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút các nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này thì về các bác cứ nối với nhau, 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp vào đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể là tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có một con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính này. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này có thổi này. Đó, còi có thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa có sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu kia. Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa chi năng luôn. Đó thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các bác nhá.
Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này, đó có thấy không? Dài dã man luôn này, đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây, cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này. Đấy, cuốc đất dễ đất nhá. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Rồi, nối thành xẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ốc này vào xem. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái xẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc xẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm xẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần xẻng, đầu xẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu xẻng có lỗ ốc xoáy rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các bác nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, xẻng của Nhật nhá. Đấy, xẻng sinh tồn, xẻng la lăng của Nhật. Cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây xẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt vào trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái xẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe xe nó bị xa lầy, các bác có cái xẻng này vừa làm xẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt xẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa? Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu xẻng của này. Nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu xẻng này nó không va chạm vào các đồ vật rồi là hay là chân tay ra. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu xẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn. Đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đó, tổng quan một cái bộ xẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ xẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ xẻng đây nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 1 2 3 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này, rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu xẻng đi liền này, vừa làm xẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng xẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái xẻng đa năng nhá, xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đấy, xẻng đa năng. Xẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn. Giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k. Hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác một cái giá các bác cực kỳ dễ mua này. 350.000. Đấy, 350.000 của bên em bao ship luôn. 350k một con xẻng sinh tồn, xẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Đây nhá các ơi. Dây điện hàng đúc này các nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 các nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá, bao đập bao test luôn này.
đập thoải mái nhé. Riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái anh em không vấn đề gì luôn, test trùng thoải mái đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn thôi nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này đấy, ngoài ra có cái phần móc như này đấy. Em sẽ cắm cho các bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất là ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá chưa? Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó, hàng của nó rất là bền, dạng ổ đúc mà, đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái quận 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, quận này của nó là quận 5m này. 5m. 5m cũng nhá. Đấy, quận này trên tay em đang cầm là quận 5m này. Đó, quận 5m. Rồi là có cái quận sau này thì là cái quận 10m này. Đấy, quận 10m các nhá. Đây, cái quận 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. À, rất to tét luôn các nhá. Đây, quận 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá, 2.5. Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các nhìn này. Đấy, đây là quận 10m nhá. Quận 10m này. Đấy, quận 10m. Rồi sau này thì là có cái quận 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, quận này quận 15m này. Cực kỳ ngon chất lượng. Đây, quận 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái quận dài nhất bên em đang bán, đó là cái quận 30m nhá. Đấy, quận 30m đây. 30m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, quận này quận 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như quận 5m kia vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy, quận 30m đó nhá. Còn đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 luôn nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000, 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy, 5m thì là 200, 10m thì là 330, 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, nó phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu, nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân. Có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này nó hơi nặng nề chút. Em đã để sẵn ở đây rồi. Không khui nữa. Thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây. Có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, lấy cái dòng 3 chân rồi 5 chân và phích cắm này.
đó, 3 chân 5 chân là fix cắm. Đây, đầu tiên là cái dòng fix cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây, phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, fix là fix cao su, không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc fix này. Đó, fix này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc fix này. Đấy, 25k. 25k. 25.000 một chiếc fix này các bác nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có đèn báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua cái ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có đèn báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ rời và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ 3 chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k một ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1 2 3 4 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn, riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, fix cắm 25.000 các bác nhá. Đây, fix cắm 25.000. Đó. Ổ 3 chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ 3 chân 50.000. Và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 nữa nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là fix cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là fix cắm và ổ 3 chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và fix cắm. Còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân này về cũng được. Đó, thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. IKEA này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này.
Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi, các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó.
đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin thì em đang đi này. Đấy, quay nhìn này, đây quay nhìn này, sáng dễ man luôn nhá. Đây đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bạn nhá. Đây sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy đây quay nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này, đây tắt cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này, đấy tối om luôn nhá, em bật lên này sáng kinh khủng luôn. Coi nhìn này, ui ôi dã man luôn nhá, một cái con đèn để em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này, đấy bật cái cam rộng luôn nhá. Đó đây đây, đấy sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy sáng dã man luôn. Đây chỉ có một cái con đèn này thôi nhé mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k, giá cũ đấy, giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng, đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này. Em báo giá luôn, hiện tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì có sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2.3L. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất là hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này từ cái đợt em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn, siêu bền. Đấy, bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi, cái lỗi cái đầu dây anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá, bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền, cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cô đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó đây, hàng vẫn nguyên siêu này. Đó, hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá, made in Japan. Đó, made in Japan, đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này, tay cầm này, thiết kế này có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động nó sẽ nhảy nhá. Đây phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được các bác ấn vào, các bác kéo lên nó mở ra, tự động mở ra, nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày lắm. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng, giữ nhiệt, cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nhá, đỡ bị bỏng này. Đó, rất là ok. Đây là phần đáy này, đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, hàng của thương hiệu Hikari. Đây phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá, đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó, đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá, rồi là dây nguồn to chắc chắn, chất lượng nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng. Nồi đồng cú đá đi cho em, giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari. Đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Công suất là 1500W nhá, dung tích 2.3L, sử dụng điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá, có nhá, dùng điện 220, thiết kế là cực kỳ chắc chắn, chất lượng, cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn. Đó, 320k, hàng của Hikari, made in Japan. Đó, rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái em đèn độ đầu 3 bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng, em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, đèn độ đầu 3 bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, D3 cũng được. Giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu 3 bóng nha, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn độ đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Đấy cái bác coi này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Đấy, một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, đây là cụm 3 đèn này, cụm 3 đèn. Pha led siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây.
Dây đeo thì co giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua cái con đèn đầu ấy là thường thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là đeo nhiều đội nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay. Là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối, dễ chịu các nhá, đội rất cân đối dễ chịu. Đây, nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần chán này, nên khi có đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok. Đó. Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây. Nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin sẽ là pin rời. Cái pin rời, cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin mà sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này là 20k một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000 thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu làm pin sơ cứu pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy, còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá. Thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin như này, thì các bác mở cái nắp ra, lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy, cộng và trừ đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi, thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh này đang đầy. Và các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn nhá. Đó, thì ở đây em sẽ bật đèn test các bác coi này. Đấy, chế độ nhất này. Đấy, một bóng nhá. Chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy, còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó, hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không, sáng kinh khiếp luôn. Đó. Đấy, rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi. Rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu 3 bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại em đang bán lẻ một viên pin 18650 nhá, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây em quảng cáo luôn thôi. Đó. Thì đèn đầu 3 bóng này là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm này thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá. Sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiếc hàn, thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này thì được bao nhiêu gram với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy, nó dạng cuộn chắc nó khoảng tầm 30g thôi. Nhưng đợt đấy em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán một cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy, bên em bán với bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm với bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ, hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, chuẩn 100g luôn nhá. Đấy, 30k một cuộn thiếc hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên không quay bác luôn này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh các chế độ này, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ này, phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ, thì các bác xoay cái phần vòng đầu này. Đấy, các bác chỉnh cái phần vòng đầu nhá, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn, cho bác là một cái đai siết để về là
các bác bắt cái ống nước vào để dùng cái đai siết này các bác siết vào, thế là xong. Đó thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ ví bấm móng tay ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá, nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 70-80 nghìn một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60.000 thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60.000, là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy giấy tay này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy ra chết này. Đây, nguyên các bác mua là đã sở hữu được là ba cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy ra chết nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này. Đó, đầy đủ cho bác luôn, là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nêu ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok. 60k một bộ nhá, các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng bóng tay ví hồng nhá, 60k bộ thôi, chỉ có 60.000. Đấy, nói chung là không có ví xanh ví xiếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm cũng ok này. Chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít được khoảng tầm 80-90.000 bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia, mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất là hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân. Đây, lấy cho bác coi này. Đó, thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó, thì đây, về thì các bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm ở đây cho. Đó, cắm ở đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho, là các bác dùng thì các bác đậy nó vào. À, không dùng các đậy vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em, ví dụ như là vài ba thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu đây. Con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra, hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là như ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em xem cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi bác một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Đây luôn cho bác mấy hàng, đó là cái máy xông tinh dầu đuổi muỗi này, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi nhá, của Hacker thì cái hãng này rất là nổi tiếng, và các bác chắc là nhiều bác biết về cái sản phẩm này. Đó, máy đuổi muỗi Hacker nhá. Giá của nó sẽ là 60k một cái bộ máy này. Đấy, một bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái lọ tinh dầu. Đấy, một cái lọ tinh dầu để các bác xông để đuổi muỗi nhá. Cái này thì không diệt được muỗi đâu ạ, nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó tránh xa cái khu vực mà các bác sử dụng cái máy này. Khi mà các bác cắm vào thì muỗi nó thấy cái này thì nó sẽ tránh xa. Đấy, nó sẽ bay xa đi. Nói chung là khi mà nó có cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi nhá, nó không bén bảng quanh khu vực nữa. Nói chung là các bác cắm ở trong phòng, hoặc là các bác sử dụng trong phòng các thứ rồi. Đấy, phòng ngủ này, phòng khách các thứ là ok. Đấy, nói chung thì máy thì cực kỳ dễ sử dụng thôi. Đấy, thì bộ sản phẩm máy thì sẽ bao gồm là một thân máy và đi kèm cho các bác là một lọ tinh dầu như này. Đấy, với mức giá sẽ là 60k nhá. Với mức giá sẽ là 60k. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi của Hacker thôi nhá. Máy đuổi muỗi của Hacker. Đấy, hãng này rất là nổi tiếng rồi. 60k một cái bộ máy đuổi muỗi Hacker nha.
Và khi mà nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm tinh dầu đấy, thì hiện tại bên em đang bán là cái tinh dầu đuổi muỗi như này, thì bên em đang bán bác là đi 20k một lọ nhá, 20k một lọ nhá. Một lọ này là các bác đốt liên tục trong vòng là 480 tiếng nhá. Đấy, rất được lâu luôn. Đấy, 480 tiếng là 20.000 một lọ nhá, 20.000 một lọ. Còn các bác lấy nguyên máy thì một bộ máy là bao gồm một máy một tinh dầu là 60.000 các bác nhá, 60.000. Còn mua thêm tinh dầu là 20k. Thì đây, cái này thì rất là về rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đấy thì nó sẽ lên đèn báo. Và các bác gỡ cái này ra. Đấy, gỡ này ra này. Đấy, tháo cho em cái nắp nhựa xanh này ra. Đấy, thì ở đây nó có một cái bấc nhá, một cái bấc này này. Đấy, nó có sẵn cái bấc này rồi. Các bác xỏ vào đây. Đấy, xỏ vào đây và các bác xoáy cho em vào. Xoáy vào rồi. Đấy, xoáy vào đây và các bác cấp nguồn thì cái bấc này nó sẽ nung nóng, cái bấc này thì cái mức này nó sẽ bốc lên và cái mùi nó sẽ bốc lên và con muỗi nó sẽ thấy cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy, cái này em đang dùng rồi. Đấy, các bác cắm vào trong phòng trong nhà rất là hợp lý luôn. Mình bình thường là các bác hay xài những cái dạng hương muỗi, các bác đốt ấy, mùi nó cực kỳ khó chịu luôn, nhưng con này nó không có mùi các bạn. Đấy, nó không có mùi. Đấy, nó mùi là nó mùi nó chỉ có dành riêng cho con muỗi thôi, nên là con người mình các bác cứ sử dụng thoải mái không vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì đến con người hay là trẻ em có thứ gì nhá, nên là có yên dùng yên tâm. Nói chung là hàng của hãng, hàng của Hacker này thì rất là nổi tiếng rồi các bạn, đạt rất là nhiều chứng nhận các thứ đầy đủ hết đây này đó, rất ok nhá. 60k các bác nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là máy đuổi muỗi nhá, là 60k một bộ máy đuổi muỗi. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác hết thì các bác lại dùng tiếp, thì đang bán bác cũng lẻ một cái chai tinh dầu đuổi muỗi nhá, với mức giá là 20k một chai nhá. Còn mua nguyên máy không thì là 60k, thì một bộ một hộp này là bao gồm là một máy và một lọ tinh dầu nhá. Thì đây, đấy một bộ máy nó sẽ nhỉ, một máy một lọ tinh dầu. Đấy, còn mua thêm tinh dầu là 20k nhá. Đấy, máy đuổi muỗi 60, tinh dầu mua thêm là 20. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái máy thổi hút bụi này. Bữa trước đang bán thì hết hàng, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá, tiếp tục hàng về. Máy thổi hút bụi nhá. Cái này thì vừa có thể thổi vừa có thể hút được luôn, nhưng mà chủ yếu thì dùng cho việc thổi thì nó sẽ ok hơn, chỉ hút nó chỉ là phụ thôi các bạn, chủ yếu là thổi các bạn, chủ yếu là thổi. Đấy thì về các bác dùng này mình để thổi bụi lá, thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây cái thứ này. Đấy, rồi là thổi mùn các thứ rất ok luôn. Đây, một con máy đầy đủ nguyên hộp nha. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng các thứ này. Đó, phụ kiện các thứ đi kèm. Thì đây là thân máy nhá. Sản phẩm này thì hàng của Trung Quốc nhá, made in China. Đó, em nói luôn, hàng của Trung Quốc. Công suất của nó sẽ là 1.000W nhá, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Con này máy chạy khỏe lắm. Nó thổi cực kỳ khỏe luôn, chuyên là thổi mà. Đấy, chuyên là thổi. Thì đây là cái phần dây nguồn. Sử dụng cho em trực tiếp là cái nguồn 220. Đấy, trực tiếp nguồn 220. Đó, đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm thì các bác cầm này. Đấy, sau đó là các bác thổi đây, muốn thổi thì các bác lắp cho em cái ống về cái phía đằng trước này này. Nó có cái ống trưởng trước để các bác lắp cho em cái này vào. Đó, các bác bấm là các bác thổi có thế thôi. Còn nếu mà các bác muốn hút đấy, các bác muốn hút thì các bác lại chuyển cho em cái ống này về sang bên hông nhá. Đấy, về sang bên hông. Đó, thì cái chỗ hút của nó thì nó sẽ là bên hông nhá. Đấy thì nó sẽ hút vào mà. Đấy thì các bác hút thì hút vào đây, và cái hướng thì nó sẽ đẩy ra đây. Đó thì đi kèm bác là một cái túi đựng nha. Đấy, một cái túi đựng như kiểu là đựng cái rác thừa các bác hút ấy, thì nó sẽ đẩy ra cái túi này các bác nhá. Đấy thì các bác lắp sẽ đúng nha, trên video các bác nhìn nè. Đó, thì các bác sẽ đổi cái hướng thổi ra đằng này. Đó, còn nếu mà các bác muốn thổi thì các bác lại tháo ra. Đó, sau đó các bác lắp cái đầu này vào và các bác cứ thế là các bác thổi thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác một cái con máy thổi hút bụi như này, với mức giá sẽ là đi 220k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Đấy, máy thổi hút bụi, thổi hút này, bụi này, vừa thổi vừa hút nhá, nhưng mà chủ yếu là thổi đó các bạn, hút thì nó là phụ thôi, chính là thổi nhá. Giá của nó sẽ là 220k và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất là rẻ nhá. Đấy, đi bữa trước mà bác nào mà có hỏi nhưng mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Máy thổi hút bụi là 220.000 một chiếc đó, chuyên để các bác thổi nhá, chuyên để các bác thổi. Đây em sẽ cắm test bác coi về thực tế máy này, máy chạy khỏe lắm, nó hút nó thổi kinh khủng khiếp luôn. Đây bấm đấy các bác nghe cái tiếng máy này, đấy có thấy không, coi nhìn này. Đấy, thấy không? Nó thổi kinh khủng khiếp luôn, thổi mạnh lắm các bạn, dã man mà. Cái vòng tua của nó là 13.000 vòng trên phút cơ mà, nên nó thổi khỏe lắm đây.
thổi khỏe dã man luôn này. Đấy, con này các bác về thổi lá này, thổi bụi này rất là hợp lý luôn. Đó, anh em công trình công trường này, các bác sử dụng gia đình này, thổi bụi, thổi lá, thổi mùn, thổi gỗ thứ là rất hợp lý luôn. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, máy siêu khỏe luôn. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi bụi nhá. Đấy, sử dụng điện 220 các nhá, sử dụng điện 220. Siêu khỏe luôn, chuyên thổi các nhá, chuyên thổi và có thể nó hút bụi. Giá đang gửi bác là 220k một chiếc máy thổi bụi nhá. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này và cái mã này lại bên em vẫn đang bán rất là chạy luôn. Mà dùng cực kỳ thích luôn các bác, về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó. Đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì tại em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy, lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá. 20k một cái miếng lót dự phòng. Thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác và các bác thay thì các bác mua cho cái miếng này về thì một miếng này là 20k để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽ tháo rời nhá, tháo rời ra. Đấy để tiện việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà. Đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Nó rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Đấy, bán rất là nhiều. Đợt Tết em bán kinh khủng khiếp luôn. Đây. Đó, nó sẽ có 3 khúc như này. Đấy, một khúc giữa này. À, một khúc đầu này, tiếp theo là những khúc inox là khúc giữa này. Đấy, thì các bác xỏ vào ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy, cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy, xoáy này, tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này. Đó, ấn xoáy vào thế là xong. Cái này dễ lắp đặt lắm chị em phụ nữ này. Đấy, rồi là các cháu trẻ là mình cũng có thể lắp thoải mái và con này sử dụng đa năng. Đây có thể xoay gập các hướng các kiểu này. Đấy, và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay các bác vắt thì các bác cầm, các bác rút cho em, rút này, cầm rút này. Đấy thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà, có nhìn này nó sẽ xoắn vào nhà này. Đấy thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy và các bác thả ra nó lại về bình thường. Đó và có lúc nào vắt thì các bác rút cho em này, một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm rút này. Đấy và các bác lại đẩy ra cái này, rút này. Đấy, các bác đẩy ra cái thế là xong. Sau đó các bác lau nhá, lau cục các hướng các kiểu luôn, nó rất ok. Lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gập gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. À, quay gật 8 hướng tứ phương luôn. Đó, giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k. Còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính, tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cán nó khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kín kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều. Mà các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó. Rất hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân, đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại vì em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm
thêm khi mua chổi. Vào tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái thùng giấy ăn này, thùng giấy ăn 20 gói nhá, thùng giấy ăn 20 gói. Con này thì bên em bán cực kỳ chạy rồi. Lên mã cho em sẽ là một cái thùng giấy ăn 20 gói này, một thùng giấy ăn nhá, một thùng giấy ăn 20 gói. Các bác sử dụng gia đình này rất là hạt rẻ luôn. Tính ra giá rất hạt rẻ luôn ạ, giá siêu rẻ luôn và giấy cực kỳ chất lượng luôn nhá, giấy cực kỳ dai mà nó không bị mùn. Đó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái thùng giấy ăn 20 gói như này, 20 gói. 20 gói này, giá của nó sẽ là 150k một thùng nhá, 150k cho một thùng. Đấy, đấy là các bác lấy 20 gói nhá. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một gói nhá, lấy lẻ một gói một thì các bác cứ lên mạng em sẽ là một gói giấy ăn. Thì bên em đang bán lẻ một gói này với mức giá sẽ là 10k một gói nhá. Còn nếu mà các bác mua theo thùng thì giá sẽ tốt hơn. Theo thùng thì 20 gói mà giá chỉ có 150.000 thôi. Tính ra nó rất là rẻ và rất là kinh tế. Cái này thì anh em cũng đang xài mà em bán cho người thân rất nhiều luôn, và cái đợt Tết em bán kinh khủng khiếp luôn, không biết bán bao thùng luôn. Vì nó dùng nó quá là tiết kiệm mà dùng nó lại rất là hạt rẻ mà rất chất lượng luôn. Đây thì nó sẽ gồm có một gói nhỏ này, thì một gói nhỏ này thì sẽ có tổng là 460 tờ nhá, 460 tờ. Cái này thì rất là dễ xài. Đây về các bác xé cái này ra này. Đó, xé cái này ra nhá. Đấy, bắt đầu là các bác lần cho em tờ đầu tiên lên. Đó, giấy thì rất là dai luôn. Đó, lần cho em cái tờ đầu tiên này. Đấy, bắt đầu các bác rút nhá. Đấy là các bác rút đâu là nó sẽ thò lên đến đấy luôn nhá, rất là ok luôn. Giấy cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Cái này nó không bị mùn đâu, các bác xài nó không bị mùn. Bình thường là các bác những cái giấy kia các bác xài lau nó rất hay bị mùn nhá. Đấy, mùn rất khó chịu. Thì con này giấy rất là dai, các bác nhìn chất giấy nó này, rất là mịn luôn. Đấy, chất giấy rất là mịn, rất là chất lượng luôn, cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Đấy, bao xài bao dùng bao chất cho bác cái dòng giấy này luôn, dùng rất thích, ok luôn. Một thùng nhá, một thùng này này, một thùng này đây này, 20 gói này, một thùng tổng là 20 gói này, với mức giá là 150.000. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thùng giấy ăn 20 gói nhá, 150k một thùng 20 gói. Còn nếu các bác mua lẻ một gói một nha, mua lẻ một gói một nha, thì hiện tại em đang bán lẻ một gói như này là 10k một gói nhá. Thì các bác nếu mà dùng nhiều thì theo các bác nên mua cả thùng, vừa tiết kiệm này mà dùng nó được lâu. Đấy, nói chung là quan trọng là cái tính tiết kiệm với tính kinh tế. Đấy, mà sản phẩm dùng nó tốt quá nhá, sản phẩm dùng nó tốt, dùng nó thích quá nhá. Nói chung là các bác mua quán xá không bao giờ kiếm được cái giấy mà nó ưng ý này đâu, giấy mà nó dai mà nó đẹp nha thì không có đâu ạ. Đấy, còn các bác mua ở quán xá mà thậm chí cái giá nó cao hơn nhiều, nhưng con này giấy dùng rất thích luôn, vì bản thân em cũng đang dùng rồi, em bán được người thân rất là nhiều và mọi người phản hồi dùng rất thích luôn. Đó, Tết nhất em bán dã man luôn. 20 gói một thùng 150k, còn các bác lấy lẻ một gói là 10k nhá. Lên mãi em sẽ cái thùng giấy ăn hoặc là gói giấy ăn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Em báo giá luôn, bộ này chỉ có giá 130.000 một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này. Đấy, Willing hai ông người, hàng của Đức nhá. Lên mãi em sẽ cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức 3 cây này. Bộ dao Đức 3 cây. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây. Đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhá, thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây, em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới, mới keo nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhá, full mới tinh, hàng mới keo nguyên hộp này. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây, hàng của nó gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con hàng của Willing, đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nha, đóng gói từ khâu đóng gói là thấy nó chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này, một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên để các bác lọc thái, lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây, logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê. Con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nhá, nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, thái bản to, các bác thái thịt bò nghĩa các thứ là thái bản to, dùng con này cho em rất hợp lý. Đó, rồi tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt, chuyên chặt thôi nhá, chuyên chặt thì các bác dùng em con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng em con này. Đây, đó, chặt xương chặt trước các thứ thì em dùng con này ok. Đấy, logo Willing rất chất lượng luôn nhá, vân gỗ rất đẹp nhá, tay cầm này được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo lông chui lông cán nhá. Đấy, thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Bộ là 3 cây này nhá. Đấy, thì em giá hiện tại bây giờ em đang gửi bác một cái bộ dao Đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao Đức 3 cây 130k bộ, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng của nó nguyên hộp này, rất chất lượng luôn, đẹp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã em sẽ được cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan.
Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250 ml, đó cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình phịt dầu phịt nhớt rồi anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc máy may thứ giờ các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy là cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha, mình bóp cứ bóp thì sẽ ra, đấy không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi, đấy những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu thì nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình phịt dầu phịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250 ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. À, 40k một cái nhá, bình xịt dầu nhớt 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ bóng đèn 3W này. Lên mã em xem cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W. À, bên em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 3W này với giá là sẽ là 10k một quả này. Cái này thì cái công suất nó rất là nhỏ. Đấy, công suất nó chỉ có 3W thôi nên là cái tiền điện nó rất là ít. Đấy, phù hợp cho ví dụ các bác lắp ở đầu cổng. À, mình thắp qua đêm hoặc là các bác lắp ở đường đi đối lại. Những cái chỗ vị trí mà ánh sáng không cần quá là sáng, gọi là đủ sáng để các bác sử dụng thôi. Đấy, không cần quá sáng thì các bác lắp cho em quả này. Vừa tiết kiệm điện mà dùng rất hay, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, con này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nha, nó 3W thôi, khá là sáng đấy và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, sử dụng là điện 220. Đấy, bên em thì sẽ có hai mã màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào các báo nha. Lên mã em sẽ cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đèn 3W, bên em đang bán với bác là một quả này chỉ có 10k một quả thôi. 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá. 10k một quả, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 10k một quả bóng đèn 3W nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ giờ luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trong cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. À, lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nha nhá. 40k. Một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa? Táo khô Hàn Quốc. Đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng ngoài Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể dụng trong nhiều món nhá. Trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn già nhá, đết còn già luôn. Đây để em tìm các bác cái đết này. Đâu? Đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá. 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá. Đết còn đến tận mấy năm nữa cơ. Nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này, đó. Cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng sai to, hàng sai quả to nhá, hàng sai quả to. Đó. Túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo
táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy, rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá, các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn, ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá, rất dễ uống luôn, mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán, các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm đó. Rồi là sử dụng nhiều món, nói chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá, 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá, 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k, 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt, nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 thôi nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay,
rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng của nó 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này, có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó.
Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin thì em đang đi này. Đấy, quay nhìn này. Đây. Quay nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, quay nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tắt cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo SOS này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Và cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhé, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.